khi làm Invisalign thì mình có thể từng bước nhìn thấy kết quả này, sửa luôn tất cả những cái gì mà mình mong muốn khi mà mình đang niềng nữa, thì mình cảm thấy rất là tiện và nó phù hợp với mình hơn, nên là mình đã chọn Invisalign. Mình tên là Khánh Linh, hiện tại là mình 28 tuổi. Mình hiện đang là giáo viên dạy trang điểm. Trước đấy thì là răng của mình, đầu tiên là nó bị vàng này. Thứ hai là cái tâm răng nó không được ở chính giữa. Và cái thứ ba là nó vẫn chưa được đều nhau hoàn toàn. Với lại là răng mình nó vẫn hơi ngắn ý. Lợi của mình cũng hơi bị gồ lên nữa, nên mình muốn xử lý tất cả những cái phần mình vừa mới nói. Nói chung công việc của mình thì rất là cần cái vẻ ngoại hình, vẻ bên ngoài luôn phải xinh đẹp này. Nhất là mình rất muốn có một bộ răng đẹp. Nói chung là chính xác, ở WeSmile có một câu là thành công từ những nụ cười đấy. Thì cái câu đấy với mình nhá là chính xác hoàn toàn 100%. Thật ra là trước đây mình cũng niềng rồi. Thật ra răng này là đã niềng rồi, nhưng mà không được ưng ý. Cho nên là lần này là lần thứ hai mình niềng răng, thì mình rất mong là cái kết quả nó sẽ được như ý hơn. Thật ra cũng chẳng đau lắm đâu. Đương nhiên bao giờ hành trình tiến cái đẹp nó cũng rất là vất vả. Cho nên là mình cũng đã được trải nghiệm từ cái lần niềng răng đầu tiên rồi. Lần đầu tiên niềng thì mình niềng cả niềng sắt, niềng cả Invisalign luôn. Nhưng mà mình không biết được cái quá trình niềng này là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình cũng không biết được kết quả, nghĩa là mình chỉ niềng theo yêu cầu bác sĩ thôi. Thì đến cuối cùng mình kết quả lại không được như mong đợi. Ngày xưa thì cái thời mà mình có thể niềng răng là cái răng mình có tốt nhất để niềng đó, thì là mẹ mình lại ở nước ngoài. Thì ở Việt Nam mình không có sự lựa chọn và cũng không có cơ hội để được tiếp cận với các nha khoa, vì mình cũng không biết là răng mình xấu nữa. Cho nên là đến khi mà mình lớn lên, mình có nhận thức, mình biết được là mình cần phải cải thiện cái gì, thì mình quyết định là đi niềng răng. Mình cũng đã tham khảo, nhiều bên nha khoa. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì mình có hỏi chị của mình. Thì chị của mình nói là chị của mình làm bên WeSmile và chị cảm thấy rất là ưng ý, thì em có thể qua WeSmile tham khảo thêm. Ok thì mình làm. Sau đó mình qua WeSmile thì tất cả mọi thứ từ tiếp đón cho đến là tư vấn, mọi thứ thì mọi người đều rất là nhiệt tình, chu đáo với mình, và mình cảm thấy là dịch vụ rất là ok. Mình sẽ chọn WeSmile để làm răng cho đợt này. Với WeSmile thì ngay từ cửa vào thì mọi người cũng biết được là nó, nếu mà ai đã từng đến rồi cũng thấy là rất là đẹp này. Cái thứ hai là mình bị ấn tượng bởi có rất là nhiều máy móc hiện đại. Nghĩa là khi mà mình làm một dịch vụ, mình không phải chạy từ chỗ này qua chỗ kia, mà mình có thể làm luôn tại WeSmile, làm luôn tất cả mọi thứ tại đây. Nên là mình cảm thấy khá là tiện về cái dịch vụ. Còn nhân viên thì mọi người vui tươi, cởi mở tiếp đón rất là chu đáo, bác sĩ cũng vậy. Ba điều mà chị cần phải tin tưởng WeSmile đầu tiên đó chính là cơ sở vật chất này, máy móc rất là hiện đại. Điều thứ hai là đội ngũ nhân viên cùng với bác sĩ rất là chu đáo và nhiệt tình. Và điều thứ ba là họ đảm bảo với chị là dù đến cuối cùng như thế nào thì chị vẫn sẽ có được kết quả mà chị mong muốn. Đầu tiên thì mình định niềng mắc cái sứ hoặc là mắc cái sắt. Thế nhưng mà bác sĩ bảo là khi mình niềng sứ hoặc sắt thì mình sẽ không thể nào biết được cái quá trình cũng như là cái kết quả cuối cùng, mà mình sẽ phải từng bước một làm theo, và cái thời gian mà mình làm nó sẽ bị lâu hơn. Còn sau đấy thì mình được tư vấn là làm Invisalign cho cái bộ răng của mình ấy. Thì bác sĩ bảo là và mình có thể sửa luôn tất cả những cái gì mà mình mong muốn khi mà mình đang niềng nữa, thì mình cảm thấy rất là tiện và nó phù hợp với mình hơn, nên là mình đã chọn Invisalign. Invisalign có nhiều ưu điểm này, thời gian ngắn hơn này, điều chỉnh được trong quá trình niềng răng này, và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất, nghĩa là mình thấy được cái kết quả trong quá trình cũng như là kết quả cuối cùng. Và niềng Invisalign á, thì trong quá trình mà chị dạy học thì nó rất là tiện, bởi vì là thay vì là mình phải niềng bằng sứ, bằng sắt, mình giao tiếp với mọi người á, thì nó sẽ có lợi thế về thẩm mỹ nhiều hơn. Mình niềng bằng khay trong suốt á, thì mọi người khi mà giao tiếp với mình thì chắc sẽ cảm thấy
có gì đấy đỡ e ngại hơn. Nói chung lời khuyên của mình thì chỉ có một thôi, nghĩa là nếu mà bạn có cơ hội thì bạn nên niềng răng ngay lập tức, ngay khi bạn có thể. Tùy vào túi tiền mà bạn có thể lựa chọn là niềng sắt, niềng sứ hay là niềng Invisalign. Nói chung là mỗi một cái phương pháp niềng thì nó đều cho ra kết quả tốt, nhưng mà chi phí nó sẽ chênh nhau một chút. Các bạn cố gắng niềng ngay và luôn để có thể tự tin mỗi ngày.